Chào mừng bạn đến với kênh Khám phá du lịch. Trong video này, Khám phá du lịch sẽ cùng bạn khám phá top 10 kỷ lục bí ẩn nhất trong hệ mặt trời. Kỷ lục bí ẩn nhất trong hệ mặt trời đầu tiên trong video này mà Khám phá du lịch muốn nói đến là sao Thủy, hành tinh có kích thước nhỏ nhất. Sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời và cũng là hành tinh gần nhất với mặt trời. Được phát hiện vào thế kỷ 17 bởi nhà thiên văn học người Đức Johann Kepler vào năm 1610, sao Thủy đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học và nhà thiên văn học suốt nhiều thế kỷ. Sao Thủy có đường kính trung bình khoảng 4,880 km, chỉ khoảng 38% so với đường kính của trái đất và khối lượng của nó chỉ khoảng 5% so với trái đất. Với kích thước nhỏ và khối lượng nhẹ này, sao Thủy có trọng lực bề mặt chỉ khoảng 38% so với trọng lực ở bề mặt trái đất. Sao Thủy là một trong các hành tinh nội bộ của hệ mặt trời, có nghĩa là nó nằm gần hơn so với các hành tinh khí quyển ngoại như sao Hỏa và sao Mộc. Do đó, sao Thủy có một bề mặt đáy cứng vững hơn so với các hành tinh khí quyển. Sao Thủy không có khí quyển dày đặc như trái đất và không có hệ thống tên lửa tự nhiên bảo vệ bề mặt khỏi sự va chạm của thiên thạch như trái đất. Do đó, bề mặt sao Thủy chịu sự tác động lớn từ các thiên thạch và vết nứt hình thành từ cường độ nhiệt độ khắc nghiệt. Nhiệt độ bề mặt của sao Thủy có thể dao động từ khoảng âm 180 độ C đến 430 độ C ở một số vùng. Như nhiều hành tinh khác trong hệ mặt trời, sao Thủy có một loại sắt Niken tương đối nhỏ, bên trong được bao quanh bởi một lớp vỏ đá có thể có một lớp đá vôi hoặc silicat và cuối cùng là vỏ bao gồm đá phiến và băng đá. Bề mặt của sao Thủy bao gồm một loạt các đặc điểm địa hình đa dạng, bao gồm các cao nguyên, các dãy núi, các hốc và các hồ băng đá. Mặc dù sao Thủy là một trong những hành tinh nhỏ nhất và ít được chú ý nhất trong hệ mặt trời, nó vẫn rất quan trọng đối với việc hiểu sâu hơn về cách hệ mặt trời và các hành tinh hoạt động. Kỷ lục bí ẩn thứ hai trong video này mà Khám phá du lịch muốn nói đến là sao Diêm Vương, hành tinh lùn đặc biệt nhất. Sao Diêm Vương, còn được gọi là hành tinh lùn đặc biệt nhất trong hệ mặt trời, là một hành tinh lùn nằm ở biên giới của hệ mặt trời, ngoài cùng của các hành tinh. Sao Diêm Vương được phát hiện vào năm 1930 bởi nhà thiên văn học người Mỹ Clyde Tombaugh. Ban đầu được xem xét là hành tinh thứ 9 trong hệ mặt trời, sau đó nó bị hạ cấp xuống hành tinh lùn vào năm 2006 khi Quốc hội Liên bang quyết định về định nghĩa của một hành tinh. Sau sự hạ cấp này, Sao Diêm Vương trở thành biểu tượng của một loại hành tinh mới được gọi là hành tinh lùn. Sao Diêm Vương có đường kính khoảng 2,372 km, chỉ khoảng 18% so với trái đất và khối lượng chỉ khoảng 0,2% so với trái đất. Nó có một hình dạng hơi bẹt do vận tốc quay của nó chậm hơn so với các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Bề mặt của sao Diêm Vương được phủ bởi một lớp băng đá mỏng và có nhiều đặc điểm địa hình đa dạng, bao gồm các cao nguyên, dãy núi, hốc và các vùng phẳng. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất là một vùng đất phẳng lớn trên bề mặt sao Diêm Vương. Khí quyển của sao Diêm Vương gồm chủ yếu là khí metan và nitô, tạo ra một màu hồng nhạt cho hành tinh này. Do nhiệt độ cực thấp và áp suất rất thấp trên bề mặt, không có nước ở dạng lỏng. Khí quyển cũng rất mỏng, chỉ có 1/1000 so với khí quyển trái đất. Sao Diêm Vương nằm ở biên giới ngoài cùng của hệ mặt trời, nơi mà nhiệt độ và áp suất rất thấp. Nó có một quỹ đạo elip nghiêng với mặt phẳng của hệ mặt trời và có một chu kỳ quỹ đạo dài, mất khoảng 248 năm để hoàn thành một vòng quỹ đạo. Sao Diêm Vương là một hành tinh lùn độc đáo và quan trọng trong việc hiểu về lịch sử và cấu trúc của hệ mặt trời, cũng như trong việc nghiên cứu về các hành tinh ngoài cùng của hệ mặt trời. Bí ẩn thứ ba trong hệ mặt trời là mặt trời, ngôi sao trung tâm trong hệ mặt trời. Mặt trời, hay còn gọi là ngôi sao trung tâm trong hệ mặt trời, là nguồn năng lượng chính cho hệ mặt trời và hành tinh xung quanh nó. Mặt trời là ngôi sao lớn nhất trong hệ mặt trời và cũng là nguồn sáng chính cho hệ mặt trời. Nó có đường kính khoảng 1,4 triệu km, gần 109 lần đường kính của trái đất. Cấu trúc của mặt trời chia thành 3 lớp chính, lõi, vỏ và quang cảnh. Lõi là nơi nhiệt độ và áp suất cao nhất, nơi năng lượng được tạo ra thông qua quá trình hợp nhất hạt nhân. Vỏ là lớp dày và mảnh mai xung quanh lõi. Quang cảnh là lớp ngoài cùng, nơi ánh sáng mặt trời được phát ra. Mặt trời tạo ra năng lượng chủ yếu thông qua quá trình hợp nhất hạt nhân. Trong quá trình này, hydrogen được biến đổi thành helium trong lõi mặt trời,
tạo ra năng lượng và các phản ứng hạt nhân. Năng lượng được phát ra dưới dạng ánh sáng và nhiệt độ, làm cho mặt trời trở thành nguồn năng lượng chính cho hệ mặt trời. Mặt trời không có bề mặt rắn như các hành tinh, mà thay vào đó là một biển lửa cháy mạnh mẽ trên bề mặt. Nhiệt độ trung bình trên bề mặt của mặt trời là khoảng 5.500 độ C, trong khi nhiệt độ ở lõi có thể lên đến hàng triệu độ C. Khí quyển của mặt trời gồm chủ yếu là hydrogen và helium, với một số lượng nhỏ các nguyên tố nặng. Mặt trời đóng vai trò là trung tâm của hệ mặt trời, các hành tinh, vật thể và sao quay xung quanh nó. Mặt trời có một quỹ đạo hình elipse mà các hành tinh trong hệ mặt trời xoay quanh nó. Mặt trời được tin là đã tồn tại khoảng 4,6 tỷ năm và dự kiến sẽ tiếp tục cháy trong khoảng 5 tỷ năm nữa trước khi tiến hóa thành một dạng khác gọi là dãy kháng nước trắng. Mặt trời đóng vai trò quan trọng không chỉ trong hệ mặt trời mà còn trong toàn bộ hành tinh và hệ vũ trụ, là nguồn năng lượng cơ bản cho sự tồn tại và phát triển của cuộc sống trên trái đất. Kỷ lục bí ẩn thứ tư trong hệ mặt trời mà khám phá du lịch muốn nói đến là sao Kim, hành tinh có nhiệt độ bề mặt cao nhất. Sao Kim là hành tinh thứ hai tính từ mặt trời có nhiệt độ bề mặt cao nhất. Sao Kim có quỹ đạo gần mặt trời hơn so với trái đất, do đó, nó nhận được một lượng năng lượng mặt trời lớn hơn. Năng lượng này được hấp thụ bởi bề mặt của sao Kim và biến thành nhiệt độ, tạo ra hiệu ứng nhà kính mạnh mẽ. Các khí quyển dày đặc của sao Kim giữ lại nhiệt, dẫn đến nhiệt độ bề mặt cao. Khí quyển của sao Kim chứa nhiều khí như carbon dioxide, sulfur dioxide và hơi nước. Những khí này góp phần tạo ra hiệu ứng nhà kính mạnh mẽ, giữ lại nhiệt và làm tăng nhiệt độ bề mặt. Hơn nữa, mặc dù hơi nước chỉ chiếm một phần nhỏ trong khí quyển của sao Kim, nó có khả năng tăng cường hiệu ứng nhà kính do tính chất tương tác phức tạp của nó với các hợp chất khác trong khí quyển. Nhiệt độ bề mặt trung bình của sao Kim là khoảng 462 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ có thể biến đổi tùy thuộc vào vị trí và thời điểm. Bề mặt của sao Kim rất nóng, vượt xa nhiệt độ bề mặt của các hành tinh khác trong hệ mặt trời, bao gồm cả sao Hỏa và trái đất. Sự nóng bức trên sao Kim làm cho nó trở thành một môi trường vô cùng khắc nghiệt và không thích hợp cho sự sống. Tuy nhiên, nghiên cứu về sao Kim vẫn rất quan trọng để hiểu về cấu trúc và quá trình tiến hóa của các hành tinh trong hệ mặt trời, cũng như để so sánh với các hành tinh khác có điều kiện sống. Hành tinh bí ẩn thứ 5 trong hệ mặt trời và là nơi có sự sống duy nhất đó là trái đất. Trái đất được coi là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời và có lẽ cả trong vũ trụ mà chúng ta biết đến có sự sống. Trái đất có điều kiện môi trường lý tưởng cho sự sống, bao gồm nước lỏng, khí quyển phong phú và nhiệt độ trung bình đủ mát mẻ để duy trì sự sống. Sự tồn tại của nước lỏng là quan trọng đối với sự sống vì nó là môi trường cho các quá trình sinh học và làm giảm nhiệt độ đối với hành tinh. Khí quyển của trái đất chứa các thành phần quan trọng như oxy, nitơ và carbon dioxide tạo điều kiện cho sự sống phát triển. Sự hiện diện của lớp ozone trong khí quyển giúp bảo vệ hành tinh khỏi tác động của tia tử ngoại từ mặt trời. Trái đất nằm trong vùng sự sống của hệ mặt trời, nơi mà nhiệt độ và điều kiện môi trường thích hợp cho sự sống. Nó không quá gần hoặc quá xa mặt trời, tạo điều kiện cho nhiệt độ ổn định trên bề mặt. Trái đất có một lớp vỏ rắn và tên lửa bảo vệ khỏi sự va chạm của thiên thạch và bức xạ từ không gian bên ngoài. Sự tồn tại của nước lỏng trên trái đất là điều quan trọng nhất cho sự sống. Nước không chỉ là môi trường sống cho các sinh vật, mà còn tham gia vào các quá trình địa chất và hóa học cần thiết để duy trì sự sống. Trái đất là một hành tinh đặc biệt trong hệ mặt trời vì có điều kiện lý tưởng để phát triển và duy trì sự sống. Sự hiện diện của sự sống trên trái đất là một hiện tượng độc đáo và quý báu trong vũ trụ, và nó là đối tượng nghiên cứu quan trọng của khoa học và khoa học tự nhiên. Kỷ lục bí ẩn thứ 6 trong hệ mặt trời mà khám phá du lịch muốn nói đến là sao Hỏa, hành tinh có ngọn núi cao nhất. Sao Hỏa, hành tinh thứ 4 từ mặt trời, có một ngọn núi nổi tiếng được biết đến với tên gọi là Olympus Mons, là ngọn núi cao nhất trong hệ mặt trời. Olympus Mons có chiều cao khoảng 22,5 km, cao hơn gấp đôi so với núi Everest, ngọn núi cao nhất trên trái đất. Đường kính ở chân núi rộng khoảng 550 km, là ngọn núi lớn nhất trong hệ mặt trời. Olympus Mons là một loại núi lửa lớn, tạo ra từ một loạt các phun trào dung nham liên tiếp trong quá khứ. Sự tăng kích thước của nó liên quan trực tiếp đến hoạt động núi lửa trên sao Hỏa. Với một hành tinh nhỏ hơn và lõi nóng hơn, sao Hỏa có thể duy trì hoạt động núi lửa lâu hơn so với trái đất.
Bề mặt của Olympus Mons được cho là khá phẳng so với các ngọn núi trên trái đất. Điều này có thể là do trọng lực yếu hơn trên sao hỏa, dẫn đến sự thoát nước nhanh chóng và lớp đá dễ bị nghiêng và trôi dạt. Với kích thước lớn và vị trí gần trung tâm của sao hỏa, Olympus Mons có thể được quan sát từ trái đất khi điều kiện thích hợp, dù cần sử dụng kính viễn vọng. Olympus Mons là một trong những điểm nổi bật trên sao hỏa và là một mục tiêu quan trọng trong nghiên cứu về lịch sử địa chất và khí hậu của hành tinh này. Kỷ lục bí ẩn thứ 7 trong hệ mặt trời mà khám phá du lịch muốn nói đến là sao Hải Vương, hành tinh có bầu khí quyển lạnh nhất. Sao Hải Vương, còn được gọi là hành tinh băng trong hệ mặt trời, được biết đến với bầu khí quyển lạnh nhất trong hệ mặt trời và có nhiều đặc điểm độc đáo. Sao Hải Vương có một bầu khí quyển dày đặc chủ yếu được tạo thành từ khí metan, ammoniac và hydrocyanic acid. Điều này tạo ra hiệu ứng nhà kính mạnh mẽ, giữ lại nhiệt độ và tạo ra một môi trường lạnh lẽo trên bề mặt của hành tinh. Với nhiệt độ bề mặt trung bình khoảng âm 224 độ C, sao Hải Vương là một trong những nơi lạnh nhất trong hệ mặt trời. Nhiệt độ thấp như vậy là do vị trí xa của nó so với mặt trời cùng với khí quyển dày đặc giữ lại nhiệt. Bề mặt của sao Hải Vương được phủ bởi một lớp băng đá dày đặc, tạo ra một môi trường khắc nghiệt và ít thân thiện với sự sống. Dưới bề mặt, sao Hải Vương có một lớp vỏ đá vôi và silicate và có thể có một lớp lỏng bên dưới. Sao Hải Vương nằm ở vị trí thứ tư từ mặt trời và có một quỹ đạo elip mà nó xoay quanh mặt trời. Sự xa cách này góp phần vào nhiệt độ lạnh lẽo của hành tinh. Dù sao Hải Vương không có điều kiện thích hợp cho sự sống như trái đất, nó vẫn là một mục tiêu nghiên cứu quan trọng trong việc hiểu về sự hình thành và tiến hóa của hệ mặt trời. Các tài nguyên quý hiếm trên sao Hải Vương cũng có thể là đích đến cho các nhiệm vụ thám hiểm không gian trong tương lai. Sao Hải Vương là một hành tinh băng lạnh nhất trong hệ mặt trời, với một môi trường khí quyển lạnh lẽo và một bề mặt phủ đầy băng đá. Kỷ lục bí ẩn thứ 8 trong hệ mặt trời mà khám phá du lịch muốn nói đến là sao Mộc, hành tinh có kích thước lớn nhất. Sao Mộc là hành tinh có kích thước lớn nhất trong hệ mặt trời. Sao Mộc có đường kính trung bình khoảng 139.820 km, gần gấp đôi so với đường kính của sao Hỏa và khoảng 11 lần so với đường kính của trái đất. Điều này làm cho sao Mộc trở thành hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Sao Mộc có một cấu trúc nội bộ phức tạp, bao gồm một lõi đá silicate, một lớp vỏ khí quyển dày đặc và có thể có một lớp vỏ đá vôi và silicate. Sự cân bằng giữa áp suất và nhiệt độ tạo ra một bầu khí quyển rất dày đặc. Khí quyển của sao Mộc chủ yếu bao gồm hydro, helium và metan với một lượng nhỏ các hợp chất khác. Mặc dù có một lớp đáng kể của khí quyển dày đặc, nhưng sao Mộc không có bề mặt rắn. Do sự cân bằng giữa áp suất và nhiệt độ cao, điều kiện trên bề mặt sao Mộc rất khắc nghiệt và không thích hợp cho sự sống như chúng ta biết. Nhiệt độ bề mặt có thể đạt đến khoảng âm 234 độ C tại các tầng khí quyển. Sao Mộc nằm ở vị trí thứ 5 từ mặt trời và có một quỹ đạo elip mà nó xoay quanh mặt trời. Khoảng cách này cũng góp phần vào điều kiện lạnh lẽo trên sao Mộc. Sao Mộc là một hành tinh lớn và quan trọng trong hệ mặt trời, với một khí quyển dày đặc và điều kiện bề mặt cực kỳ khắc nghiệt. Sự nghiên cứu về sao Mộc giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cấu trúc và tiến hóa của hành tinh khí quyển trong hệ mặt trời. Kỷ lục bí ẩn thứ 9 trong hệ mặt trời mà khám phá du lịch muốn nói đến là sao Thiên Vương, hành tinh có trục nghiêng lớn nhất. Sao Thiên Vương là hành tinh có trục nghiêng lớn nhất trong hệ mặt trời. Trục nghiêng của một hành tinh là góc giữa trục quay của nó và mặt phẳng quỹ đạo. Sao Thiên Vương có trục nghiêng khoảng 97,77 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của nó. Điều này có nghĩa là trục quay của sao Thiên Vương nghiêng gần như song song với mặt phẳng quỹ đạo của nó, tạo ra một trục nghiêng rất lớn so với các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Trục nghiêng lớn của sao Thiên Vương tạo ra một số hiện tượng độc đáo trên hành tinh này. Nó tạo ra một môi trường khí hậu không ổn định, với sự biến đổi nhiệt độ và sự khác biệt giữa mùa hè và mùa đông. Bề mặt sao Thiên Vương có thể phản chiếu ánh sáng mặt trời ở các góc khác nhau tùy theo vị trí quanh năm, gây ra các hiện tượng ánh sáng đặc biệt. Trục nghiêng lớn cũng ảnh hưởng đến thời tiết trên sao Thiên Vương. Thời tiết có thể khác biệt đáng kể so với các hành tinh khác trong hệ mặt trời do hiệu ứng của trục nghiêng này. Trục nghiêng của sao Thiên Vương là một đề tài nghiên cứu quan trọng trong việc hiểu về cấu trúc và tiến hóa của các hành tinh trong hệ mặt trời. Sự hiểu biết về tác động của trục nghiêng có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các hiện tượng khí hậu và thời tiết không gian trên sao Thiên Vương. Sao Thiên Vương là hành tinh có trục nghiêng lớn nhất trong hệ mặt trời, tạo ra một môi trường độc đáo và các hiện tượng thú vị trên bề mặt.
trục nghi lớn của nó là nơi nghiên cứu quan trọng trong việc hiểu về sự phát triển và tiến hóa của các hành tinh trong hệ mặt trời. Kỷ lục bí ẩn thứ 10 trong hệ mặt trời mà khám phá du lịch muốn nói đến là sao Thổ, hành tinh có vành đai lớn nhất. Sao Thổ còn được biết đến là hành tinh có vành đai lớn nhất trong hệ mặt trời, có một vành đai khá lớn được gọi là vành đai asteroid 9. Vành đai asteroid 9 là một vùng không gian rộng lớn nằm giữa quỹ đạo của sao Hỏa và sao Mộc. Nó chứa hàng triệu hạt nhỏ, gọi là tiểu hành tinh hoặc asteroid, cùng với một số hành tinh lùn nhỏ như Ceres, Vesta và Pallas. Vành đai asteroid 9 có đường kính khoảng 2,2 đến 3,2 AU, đơn vị đo khoảng cách trong hệ mặt trời, với 1 AU là khoảng cách trái đất đến mặt trời, và sao Thổ có chiều rộng khoảng 1 AU. Có hàng triệu tiểu hành tinh trong vành đai này, với kích thước từ vài mét đến hơn 100 km. Vành đai asteroid 9 được tin là còn lại của một lớp tiểu hành tinh chưa hoàn thành, có thể là còn sót lại sau quá trình hình thành của hệ mặt trời. Các tiểu hành tinh trong vành đai này có thể là các mảnh vỡ của hành tinh lớn hoặc các va chạm giữa tiểu hành tinh. Vành đai asteroid chính là một mục tiêu quan trọng trong nghiên cứu thiên văn học. Các nhiệm vụ thám hiểm không gian của NASA đã được triển khai để nghiên cứu các tiểu hành tinh lớn như Ceres và Vesta để hiểu rõ hơn về lịch sử và cấu trúc của chúng, cũng như để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Sao Thổ có vành đai asteroid là một trong những vành đai lớn nhất trong hệ mặt trời, chứa hàng triệu tiểu hành tinh và là một đối tượng nghiên cứu quan trọng trong việc hiểu về nguồn gốc và tiến hóa của hệ mặt trời. Bên trên là top 10 kỷ lục của các hành tinh trong hệ mặt trời. Nhớ subscribe để nhận video mới sớm nhất từ Khám phá du lịch. Chân thành cảm ơn các bạn.